Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ cho thầy đi Đồ Sơn ăn ghẹ. Đâu? Quay đây nào, quay vòng nào. Quay một vòng xem nào. Hôm nay đi biển thích không? Ừ. Anh cho đi biển. Ngày xưa thầy đi biển, đi Đồ Sơn ăn ghẹ. Tiếp nữa, một cái nữa. Một lần nữa. Rồi đi xuất phát. Ăn vịt rồi. Đi. Đúng ngay Việt Nam này rồi. Lấy chai nước. Chai nước để bàn. Rồi đi. Lên xe. Cho đi Đồ Sơn ăn ghẹ nhá. Lên. Đây là thằng cu em. Lên xe. Hôm nay bố mình cầm tải. Đây là ngân hàng. Đây là ngân hàng của mình. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cả gia đình mình sẽ đi Đồ Sơn để ăn ghẹ. Review là gì biết không? Review gì biết không? Đây là Văn Toàn, Hải Phòng. Giới thiệu với các bạn, đây là Đại học Hàng Hải. Đi đường đây là cầu Lò 1. Mới xây lại đẹp lắm. Việt Nam bây giờ cũng phát triển rồi. Mà đẹp chưa? Các bạn nhìn thấy cầu rào. Phòng với tôi. Anh đi quay cổ hàng chỗ đó.
của Hải Phòng. Mà giờ thì chưa có hoa. Có nhiều nhưng hoa có nhưng chưa nhiều. Chưa nhiều. Hôm nay biết được. Tháng đến tháng 7. Đâu ở giữa tháng 5. Giữa tháng 5, bây giờ tháng 6. Tháng 5 âm lịch. Âm lịch. Giữa tháng 5 âm lịch, đến cuối tháng 5 âm lịch. Nó đỏ rực luôn, hai bên đường. Có gì cơ? Bùng binh toàn nhất. Bùng binh là gì? Bùng binh là cái đường vòng xuyến. À, vòng xuyến. À, Việt Nam đất đường này nhỏ nhưng bùng binh phải to. Ừ. Cả. Chưa đi nào trên thế giới bùng binh toàn như ở Việt Nam. Rất tự hào. Đây là con trâu. Ua. Con trâu. Trâu ấy. Ta đến Đồ Sơn. Khu 1. Đây là khu 1 Đồ Sơn. Đổ xuống chơi thì có cái mũ đấy. Nắng thì đổ sau ấy. Mũ đổ sau ấy. Đây là vào đôi rồng. Đôi rồng. Mới nhưng mà đôi rồng có rồng không Linh? Không. Không có rồng. Đôi rồng cũng có rồng á? Thế sao gọi là đôi rồng nhỉ? Chắc là hình con rồng. Khu đất là đất hình con rồng. Giới thiệu với các bạn, đây là casino ở Đồ Sơn. Đây là nơi tụ tập các đầu gấu đại ca như Hải Bánh và bánh trước chụp ảnh đây mới đội Hải Phòng này. Áo dài đẹp không? Trang. Thích áo dài không? Thích. Thích áo dài à? Chỗ đâu đi review chỗ casino? Áo bà ba cơ chủ à? Ừ, áo bà ba. Minutes later. À, ngồi không biết bánh mì đói quá. Biển chẳng nhìn biển đâu. Biển ở dưới ngay cái chỗ này không nhìn đâu. Ê chào mọi người đi. Ê chào mọi người đi. Chào mọi người. Thế béo chưa? Béo ăn nhiều chưa? Đây là khu 1. Đây là khu 1 của Đồ Sơn. Yo. What? Còn nướng một cái bánh mì. Nhiều thế? Mới hai cái. Một bẻ gì đó mát rẻ. Bánh mì đây. Vui chưa? Thế ăn té thì ăn không? Thế ăn cái này không? Không ăn nhiều đâu béo. Có đó. Lấy một người đâu ra được. Ai chưa chưa? Ăn no chưa? No rồi. Bác chưa chưa? Ăn đi. Ăn tiếp. Ngày vui không? Vui lắm.